Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì rất vui vì cứ 8 giờ sáng hàng ngày thì em lại có bảng giá sắt thép mới nhất trong ngày để em phục vụ các bác. Thì trước khi đi vào cái bảng giá chi tiết trong ngày hôm nay 12 tháng 2 năm 2021, bảng giá trong ngày hôm nay thì nó lên hay nó xuống thì mời các bác đi xem và theo dõi video nhé. Trước khi mời các bác xem cái bảng giá sắt thép Hòa Phát cụ thể trong ngày hôm nay nó lên hay nó xuống thì rất mong các bác là xem video thì mình thấy hay và cần thiết thì các bác bớt chút thời gian đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng nhà em, và đồng thời ấn vào cái nút chuông thông báo để đón nhận video mỗi ngày. Cứ 8 giờ sáng hàng ngày là em lại có cái bảng giá mới nhất từ bên nhà phân phối gửi về để tiện cho việc bán hàng trong ngày. Nó lên thì em báo lên, mà xuống thì báo xuống, mà không lên không xuống thì em vẫn có video để báo giá phục vụ các bác hàng ngày. Do vậy là rất mong các bác lưu ý là mình đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé, thì không để các bác phải chờ đợi lâu. Hôm nay em mời các bác tham khảo cái bảng giá sắt thép chi tiết trong ngày hôm nay, bảng giá sắt Hòa Phát và giá nhà em là giá bán lẻ giao tận chân công trình. Do vậy là các bác không phải lo về giá ở nhà máy hoặc là giá từ nhà phân phối thì mình còn phải cộng thêm cước xe vận chuyển, nhà em là giá tại cửa hàng bán lẻ. Mời các bác tham khảo qua chút nhá. Phi 6 trơn trong ngày hôm nay có giá là 17.800 đồng 1 kg. Phi 8 gai có giá là 17.850 đồng 1 kg. Phi 16,2 kg hàng dân dụng có giá là 111.000. Phi 17,2 kg hàng công trình có giá là 130.000. Thì để trả lời cho câu hỏi rất nhiều bác đã hỏi về cái phi 16,2 kg và phi 17,2 kg. Em xin trả lời đây là phi 16,2 kg tức là hàng dân dụng phục vụ cho các bác trong nhà dân, mình xây nhà dưới 100m² hoặc là từ 200m² đổ lại thì mình có thể dùng cái phi 10 hàng 6,2 kg này cho nó giá thành nó hợp lý. Còn đâu phi 17,2 kg, tại sao em gọi là hàng công trình? Bởi vì cây nó sẽ mẫm hơn và nó sẽ nặng hơn so mấy cây hàng dân dụng là 1 kg, một đằng là 6,2, một đằng 7,2 thì nó vênh nhau giá tiền là đi bằng 1 kg sắt cân. Do vậy là em giải thích là phi 16,2 kg và 7,2 kg là ở chỗ đó. 6,2 là dùng cho hàng dân dụng, mình dùng trong nhà dân, còn 7,2 kg là mình dùng cho các cái công trình lớn, ví dụ như cầu cống hoặc là xây nhà bên chung cư cao tầng thì người ta phải dùng cái hàng phi 17,2 kg, nó sẽ mẫm hơn thì nó sẽ chắc hơn. Còn công trình nhà dân thì mình cũng chỉ cần dùng hàng 6,2 thôi là hợp lý. Đấy. Còn phi 12 9 cân 9 hàng CB3 có giá là 176.000. Phi 14 hàng CB3 13,55 kg bằng 239.000. Phi 16 17,2 kg bằng 304.000. Phi 18 22,45 kg hàng CB3 có giá là 397.000. Phi 20 27,7 kg hàng CB3 có giá là 490.000. Phi 22 33,5 kg hàng CB3 có giá 593.000. Phi 25 45 kg hàng CB3 có giá là 774.000. Đấy. Đây là toàn bộ cái bảng giá sắt thép từ phi 6 đến phi 25 thì mời các bác tham khảo giá. Nếu như mà thấy cái bảng giá tại cửa hàng nhà em nó cao hoặc nó thấp thì rất mong các bác là bình luận góp ý cho em ở bên dưới. Và đừng quên mình ấn vào cái nút chuông thông báo để nhận video mỗi ngày. Và mình đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng nhà em nhé. Còn cái
Xi măng thì nhà em có xi măng Hoàng Thạch mát CB300 thì có giá là 1.660 đồng 1 kg. Xi măng Hoàng Thạch MC25 mát xây chát cao cấp có giá là đi 1.360 đồng 1 kg. Và xi măng Long Sơn của công ty Long Sơn thì có giá là đi 1.450 đồng 1 kg. Và xi măng Hà Trung của công ty xi măng Long Sơn thì có giá là đi 1.400 đồng 1 kg. Xi măng Bỉm Sơn thì có giá là đi 1.650 đồng 1 kg. Trên đây là toàn bộ cái bảng giá sắt thép xây dựng và bảng giá xi măng tại cửa hàng nhà em, cửa hàng bán lẻ giao chân công trình cho các bác. Do vậy là các đã có thuế VAT. Do vậy các bác cứ tin tưởng cái giá của cửa hàng nhà em là nó sẽ rất là sát giá so với lại giá của công trình nhà các bác. Bởi vì hàng nhà em là hàng bán lẻ chứ không phải là hàng từ bên nhà phân phối hoặc bên nhà công ty, thì các bác còn phải cộng thêm cước vận chuyển. Thì hôm nay em xin được kết thúc video tại đây. Rất mong các bác xem và theo dõi video thì mình đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để nhận video mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.